Một phân cảnh xuất hiện ở tập 18, dù chỉ 2-3 phút trên phim, nhưng cả đoàn đã tốn nửa ngày để di chuyển tới địa điểm quay. Chưa kể đến việc tìm bối cảnh đã được tổ họa sĩ chuẩn bị trước đó 3-4 ngày. Các bạn nhìn cái bối cảnh này nó có đẹp không? Đẹp tuyệt vời. Nhưng mà thật ra lại để đi du lịch thì đẹp. Nhưng mà để làm phim thì vất vả. Hôm nay thời tiết rất là tốt. Trời nắng, trong, mây xanh, thuận lợi cho việc quay. Nhưng cách đây có 1-2 hôm thôi. Cả đoàn chúng tôi phải đi lên một cái đường này mà nó mưa dầm dì cả tuần lễ. Và cái mưa miền núi thì đấy, nó bất chợt lắm. Nó sẽ đổ xuống ầm, xong rồi sau đấy thì nước lũ bắt đầu nó chảy dọc hai bên đường trơn như bôi mỡ. Để di chuyển lên các bối cảnh quay nó rất là vất vả. Trong 2 tháng đoàn phim thực hiện ghi hình cuộc chiến không giới tuyến tại Sơn La, đúng vào mùa mưa lũ, vì thế cả ekip phải vượt qua nhiều áp lực về thời tiết. Phương án di chuyển tới các bối cảnh quay luôn được tính toán kỹ. 2 cái tháng sống ở vùng biên cương này thì mình được trải nghiệm đầy đủ về đời sống quân ngũ như thế nào. Có lẽ khó khăn nhất mà đoàn phim phải đối diện đó chính là điều kiện thời tiết. Sơn La mùa này thì là cái mùa mưa, nhất là cái vùng biên giới này, mưa nắng rất thất thường và chủ yếu là mưa. Thế cho nên là cái điều kiện sản xuất, điều kiện ghi hình bộ phim rất là vất vả. Thời tiết ở trên Sơn La thì như là một cô gái trẻ vậy, cứ lúc thì nắng, lúc thì mưa. Mà mưa ở trên này thì những cái bối cảnh mà đi vào bản ấy, thì đường đi vào khá là khó khăn. Đoàn cũng cần phải có những cái sự hỗ trợ từ phía đồn biên phòng và của đồng bào ở trên này nữa. Mọi người cũng có thể bắt gặp ở đâu đó những hình ảnh của đoàn làm phim cuộc chiến không giới tuyến khi mà di chuyển vào bằng xe tải hay là xe máy cày. Chia sẻ thêm về những cảnh quay ở vùng biên giới Tây Bắc, các diễn viên cho biết, ngoài thời tiết khắc nghiệt, địa hình hiểm trở, họ còn đối mặt với nhiều hiểm nguy. Phim này quả thật là nó lại vất vả về ngoại cảnh, về mọi thứ. Rất là vất vả, rồi súng đạn nổ, rồi tất cả những cái cũng phải action, chạy chiếc, đuổi điếc, bắt biếc các thứ. Vì đề tài nó có đến ma túy, cho nên nó có những cái rất là nguy hiểm. Nhất cái phải chạy trượt, nhảy ở suối. Nếu mà không tập đi tập lại thì chỉ cần anh trượt chân một cái là nhiều khi va đầu vào những cái hòn đá rất lớn ở dưới suối. Tự bản thân là phải chuẩn chỉ tất cả những cái đấy. Cảnh quay ở trong rừng và rừng trước khi đoàn làm phim đến thì sẽ không có lối đi. Cái cảnh quay như thế thì thực sự là cũng khá là mạo hiểm khi mà mình cũng không biết là ở trong đó có gì nguy hiểm không. Và cả đoàn làm phim cũng đã phải vào đó trước này thăm thú địa hình. Những cảnh quay ở vùng biên giới để lại cho ekip đạo diễn Nguyễn Danh Dũng nhiều kỷ niệm trong hành trình làm phim. Trong khi đó, ở tuyến Hải quân, các diễn viên trẻ cùng ekip của đạo diễn Nguyễn Đức Hiếu đã nỗ lực không ngừng nghỉ thực hiện các cảnh quay tại vùng biển đảo Quảng Ninh để mang đến cho khán giả nhiều hình ảnh ấn tượng. Những cảnh quay mọi người nhìn thấy là phải đầu tư rất là nhiều, không chỉ ở về vật chất mà cả về công sức nữa. Rất là nhiều những anh em chiến sĩ mà phải giữa trưa nắng, 12 giờ trưa nắng mà làm đi làm lại rất nhiều đúp, bởi vì là cảnh đại cảnh mà. Thế là chỉ cần có một người sai thì tất cả mọi người cùng lại phải làm lại. Số bóng đạn dược, mọi thứ đều là thật. Đây là một trong những cảnh quay mà Kiên chưa bao giờ gặp. Vượt lên những khó khăn, gian nan và cả hiểm nghi phải đối diện, ekip làm phim mong muốn có những thước phim chân thực, nhiều hình ảnh đẹp, giàu cảm xúc gửi đến khán giả. Qua đó giúp người xem cảm nhận rõ hơn về hình ảnh người chiến sĩ bảo vệ biên cương hải đảo. Mọi người có thể hình dung được một phần là những cái áp lực, những cái khó khăn, những cái vất vả của đoàn phim phải đối diện như thế nào. Thế nhưng mà cũng rất là tuyệt vời là tất cả anh em trong đoàn phim, từ đạo diễn cho đến tất cả các thành phần khác, mọi người đều rất quyết tâm, trên dưới đồng lòng để cố gắng hoàn thành nhiệm vụ một cách gọi là xuất sắc nhất. Chúng tôi đoàn làm phim cuộc chiến không giới tuyến cũng đang hết sức cố gắng và để có thể là làm nên một bộ phim chính luận nhưng lại đầy sức hấp dẫn. Tuy vất vả nhưng mà chúng ta sẽ có những cái hình ảnh vô cùng đẹp và vô cùng chân thực ở cái đời sống của những người lính biên phòng, của những bản vùng cao, để có những cái hình ảnh chân thật, sống động nhất gửi đến khán giả. Ở những tập tiếp theo, khán giả sẽ được chiêm ngưỡng nhiều bối cảnh đẹp, hùng vĩ của núi rừng Tây Bắc. Bên cạnh đó là những cuộc rượt đuổi gay cấn, nguy hiểm và đầy cam go mà người lính biên phòng đối mặt. Cùng với đó, hình ảnh oai hùng của những chiến sĩ trẻ trong các cuộc tập trận quy mô trên biển và hành trình trưởng thành của họ sẽ mang tới cho khán giả nhiều cảm xúc. Quý vị hãy tiếp tục theo dõi cuộc chiến không giới tuyến lúc 21 giờ từ thứ Hai đến thứ Sáu trên kênh VTV1. Thưa quý vị, qua những tập đầu phát sóng, bộ phim mới trên kênh VTV3 Không Ngại Cưới Chỉ Cần Một Lý Do đang thu hút khán giả với câu chuyện phim nhẹ nhàng, hài hước cùng diễn xuất của dàn diễn viên nhiều màu sắc. Trong đó, nhân vật Đông, cậu ấm trong gia đình có điều kiện ở làng Đồng Trúc,
do diễn viên Trọng Lân thủ vai để lại nhiều ấn tượng cho người xem. Với tính cách ham chơi, không ước mơ, sợ hôn nhân, Đồng có nhiều câu thoại gây cười được cộng đồng mạng lan truyền. Vẫn còn rất nhiều điều thú vị về vai diễn này. VTV Kết Nối đã có mặt tại hiện trường làm phim Không Ngại Cưới, Chỉ Cần Một Lý Do để cùng gặp gỡ diễn viên Trọng Lân. Trong chuyện tình cảm, anh có hai nguyên tắc. Một là yêu anh ok. Hai là đòi cưới anh không ok. Đấy, em nhớ như thế cơ mà. Em yêu đường thiếu chuyên nghiệp thế. Trong Không Ngại Cưới, Chỉ Cần Một Lý Do, Trọng Lân đang hóa thân vào một vai diễn hoàn toàn khác so với trước đây. Trọng Lân có thể chia sẻ cảm xúc về vai diễn này. Trọng Lân xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả đang xem chương trình VTV Kết Nối ngày hôm nay. Đây là một cái vai diễn rất là nhiều màu sắc đối với cả Trọng Lân. Một vai diễn mà Lân rất là yêu quý. Cái vai diễn lần này nó đi theo một cái màu sắc khác với tất cả những vai diễn trước đây của Lân. Có cái tính cách trẻ con, ỉ lại vào gia đình, ra ngoài xã hội không có cái kỹ năng sống, không được va chạm nhiều. Nhưng mà sau đó thì mình cũng phải tìm những cái điểm mạnh của nhân vật để mình thể hiện ra cho khán giả thấy là một nhân vật không chỉ là trẻ con nhưng mà nó có chiều sâu ở trong cái tính cách, trong cái tâm hồn. Trong phim này, Trọng Lân và nghệ sĩ Thanh Bình một lần nữa vào vai bố con như trong phim Lối Về Miền Hoa. Làm thế nào để Trọng Lân có thể làm mới mình? Trước đây thì khán giả cũng đã quen với cả hình ảnh của Lợi trong Lối Về Miền Hoa, cũng diễn cặp với cả chú Thanh Bình rồi. Nhưng mà với cả cái nhân vật đông lần này thì Lân cũng phải tìm tòi làm sao mà chưa đến nói đến cả tính cách mà chỉ riêng cái tạo hình thôi, mình phải làm khác đi. Lân phải nuôi râu này, rồi để tóc dài này. Đó, như mọi người thấy thì cũng phải có buộc tóc này. Tạo hình mới trong phim mang đến cho Trọng Lân những trải nghiệm như thế nào? Mất một tháng đầu khi mà tóc của mình không dài để mà mình buộc thì mình phải nối tóc. Thì đấy là cái rất là vất vả. Khi mà mình quay xong mình về, mình phải tháo cái tóc ra, mình phải gội, xong rồi lại phải sấy. Thì trong khoảng thời gian một tháng đầu thì mình rụng tóc rất là nhiều, khó chịu khi mà những cái mồ nối nó bị dính vào đầu. Còn ngoài cái việc tạo hình, mình cũng phải đào sâu vào cái tính cách của nhân vật trong kịch bản nữa. Thì mình làm sao để mình tìm những cái điểm mạnh của nhân vật, rồi tìm những cái chi tiết diễn để làm mới mình hơn. Có đau không? Vì ông đau thế này chứ đau nữa chẳng vẫn chịu được mà. Tính đến thời điểm này, kỷ niệm nào khiến Trọng Lân nhớ nhất khi quay Không Ngại Cưới, Chỉ Cần Một Lý Do? Ngay từ ngày đầu tiên bấm máy, có một cái kỷ niệm là bây giờ mình vẫn nhớ là cái ngày hôm đấy rất là nắng. Quay cái cảnh cả nhà lên Hà Nội để thăm em gái Yến. Ngày đầu tiên bấm máy là ngày đầu tiên nắng nhất trong cái tháng đấy. Phải đi xe buýt 2 tầng dạo quanh Hồ Gươm mà phải ngồi trên cái tầng 2 của cái xe buýt đấy mà không có mái che. Tất cả anh em ekip và tất cả những diễn viên ở trong đoàn đã phải làm việc rất là vất vả để hoàn thành cái cảnh quay ngày hôm đấy. Nó nắng khủng khiếp. Trong phim, Trọng Lân yêu quý chú gà Sơn Ca. Bạn nói gì về bạn diễn này? Với cái nhân vật đông này thì không có mưu cầu gì trong cái cuộc sống cả. Sáng đi đá gà, chiều đi đá gà, rồi tối lại ôm con gà, ôm con Sơn Ca đi đá, rồi chơi với cả tất cả trẻ con trong làng. Mà cái bản chất của cái nhân vật này rất là tốt. Không chơi cờ bạc, không đá gà ăn tiền mà chỉ đá gà búng tai thôi. Cũng rất là vui khi mà bộ phim Không Ngại Cưới, Chỉ Cần Một Lý Do cho Lân rất nhiều cái lần đầu tiên. Và lần đầu tiên mình được diễn chung với một bạn diễn không phải là con người mà là con gà. Diễn chung với cả động vật rất là khó. Vì động vật mình làm sao mà mình phải điều khiển được nó theo ý của mình. Làm sao mà mình phải diễn xuất cùng với cả nhân vật đấy, làm sao mà để cho nó ăn khớp nữa. Rất là may mắn khi mà mình có một chú gà rất là hợp tác, rất là ngoan. Con Sơn Ca thì chắc nó phải nặng tới trên 4 cân ấy. Khi mà mình ôm Sơn Ca rất là lâu trong cảnh quay thì mình rất là mỏi hết cả cánh tay. Nhưng mà sau đó thì mình bỏ Sơn Ca ra thì nó vẫn chịu hợp tác, nó vẫn đứng một chỗ, nó không quấy, nó không bay, nó không nhồng lên để làm sao để cho mình hoàn thành tốt cảnh quay. Ở ngoài đời, Trọng Lân có yêu quý động vật không? Sao thấy Đông Bế và chăm sóc Sơn Ca có vẻ chuyên nghiệp như thế? Ở ngoài đời thì Trọng Lân rất là thích và yêu quý động vật. Hiện tại ở nhà cũng còn nuôi cả mèo, cả cá nữa. Trước khi diễn với cả bạn Sơn Ca thì mình cũng phải làm quen với cả bạn gà đấy, cũng phải cho ăn, cho vuốt ve. Sẽ phải mất là tầm 3-4 hôm để làm sao mà cái bạn gà đấy quen với mình, quen với cái hơi của mình, rồi quen với cái cách mình vuốt ve, quen với mình chăm sóc. Trọng Lân có thể bật mí với khán giả một chút về những điều thú vị của Đông trong những tập tiếp theo. Cảm ơn tất cả mọi người đã dành tình cảm cho Trọng Lân cũng như cho nhân vật Đông trong Không Ngại Cưới, Chỉ Cần Một Lý Do. Và còn rất nhiều điều đặc biệt chờ đón trong vai diễn lần này của Trọng Lân.
Cảm ơn mọi người và hẹn gặp mọi người trong những tập tiếp theo. Sẽ có rất nhiều màu sắc, nhiều những cảm xúc đặc biệt dành tặng cho quý vị khán giả vào lúc 21:40 trên sóng VTV3 thứ 5, thứ 6 hàng tuần.